Hà Nội FC vô địch Cúp Quốc gia 2022 với hai siêu phẩm rút ra. Hà Nội FC lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2022 sau khi đánh bại Bình Định ở trận chung kết. Qua đó, hoàn thành cú đúp danh hiệu ở mùa giải này sau khi vô địch V-League. Hà Nội FC giành chiến thắng cách biệt 2-0 trước Bình Định ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2022 vào chiều nay, ngày 27 tháng 11, trên sân nhà Hàng Đẫy. Lần lượt Đoàn Văn Hậu và Trương Văn Thái Quý ghi bàn giúp đội bóng thủ đô lên ngôi vô địch. Qua đó, hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa giải 2022 sau khi đã vô địch V-League. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của Hà Nội FC đều rất đẹp mắt. Xuất phát từ cự ly xa so với khung thành và khiến mọi khán giả có mặt trên sân vận động trầm trồ vỗ tay khen ngợi. Ở bàn thắng mở tỷ số, Đoàn Văn Hậu tung cú dứt điểm cực mạnh từ cự ly khoảng 35m, đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành và đánh bại thủ môn Văn Lâm. Còn lại, Trương Văn Thái Quý sút bóng từ cực ly 70m sau khi nhận thấy thủ môn đối phương lên quá cao. Hai siêu phẩm giúp Hà Nội FC trở thành đội bóng đầu tiên tại giải chuyên nghiệp vô địch Cúp Quốc gia 3 lần liên tiếp 2019, 2020 và 2022. Chiếc cúp vừa giành được cũng giúp đội bóng gia tăng số lượng danh hiệu để trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất Việt Nam. Ở trận chung kết, cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất sau khi đã hoàn thành xong V-League và có quãng thời gian nghỉ ngơi. Trước trận này, Bình Định từng thắng đậm 2-0 trước chính Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ở lượt về V-League 2022. Có lẽ, chính thất bại này giúp đội bóng thủ đô rút ra bài học kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh trước đối thủ. Hà Nội FC nhập cuộc thận trọng trong khi Bình Định chủ động dâng cao và chơi áp sát nhanh. Tuy nhiên, đội khách không thể tận dụng các cơ hội nguy hiểm tạo được. Tiền đạo Rafaelson bên phía Bình Định có ít nhất 2 cơ hội dứt điểm thuận lợi trong hiệp 1 nhưng đều không ghi bàn. Chính điều này tạo cơ hội cho Hà Nội FC ổn định đội hình và chơi chủ động hơn trong hiệp 2 và có được khoảng trống cần thiết để dàn xếp tấn công. Hai bàn thắng rất đẹp mắt từ đội chủ nhà cũng đã khiến Bình Định gặp áp lực tâm lý và không thể vươn lên.